Sáng ngày 18 tháng 10, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lúc 4 giờ sáng nay tại cầu Sa Mu, quốc lộ 9 qua địa phận khóm 2, thị trấn Ca Rông Ca Lang, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an huyện Đắk Rông bắt quả tang Trần Thanh Long, sinh năm 1996, trú tại thôn 5, xã Do Hải, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị, điều khiển ô tô có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm là pháo hoa nổ từ biên giới về nội địa. Tang vật thu giữ gồm 182 hộp hình vuông, bên ngoài có nhiều hoa văn chữ nước ngoài. Đối tượng Long khai nhận trong đó có 20 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống một hộp, 162 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống một hộp. Tổng trọng lượng của toàn bộ số pháo hoa nổ khoảng 290 kg. Trước đó tại thôn Bích La Đông, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đội trinh sát đặc nhiệm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bắt quả tang Lê Quang Lộc, sinh năm 1976, trú tại thôn Bích La Đông, tàng trữ 6 hộp pháo trọng lượng khoảng 10 kg.